nhau cùng. Cảm ơn Chúa vì chúng con đang bước vào sự kỷ niệm, sự thương khó của chính mình Ngài. Ngài đã vì cớ tội lỗi của chúng con nên Ngài đã mang lấy mọi gian ác gánh trên vai Ngài. Rồi Ngài đã đổ huyết đến giọt huyết cuối cùng để mua chuộc tội lỗi chúng con. Nhờ đó chúng con được làm hòa lại với Đức Chúa Trời, được gọi Đức Chúa Trời là Abba, là Cha. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài là con đường duy nhất để đem chúng con trở về với Đức Chúa Trời. Ngoài Ngài chẳng có ai khác. Cảm ơn Chúa, Chúa cho Ngài đã chết thay cho chúng con. Và chúng con đang bước vào sự kỷ niệm, sự thương khó của Ngài. Xin Chúa cho chúng con chuẩn bị tấm lòng của chúng con. Lòng của chúng con có những tội lỗi nào? Lòng chúng con có những lo lắng nào? Lòng chúng con có những ý tưởng gian ác nào? Xin dòng huyết vô tội của Chúa thanh tẩy chúng con, làm cho tấm lòng của chúng con trở nên trắng trong, làm cho tấm lòng của chúng con trở nên hạ mình, khiêm cung, và để chúng con hướng về Ngài, để chúng con được sự thăm viếng và được sự nhắc nhở của Ngài về tình yêu của Ngài dành cho mỗi chúng con. Bây giờ chúng con ngồi lại để chúng con suy niệm và học hỏi lời của Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa đến với chúng con. Xin Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con. Xin Thánh Linh Ngài bày tỏ lẽ mầu nhiệm của Ngài cho chúng con. Ngõ hầu chúng con không những học, không những biết, nhưng chúng con thấu đáo để chúng con làm theo những gì mà Chúa dạy chúng con. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa các bạn chị em, buổi tối hôm nay chúng ta ngồi lại để chúng ta học với nhau về một nhân vật khá quan trọng trong sự chết của Chúa Giêsu. Người đó, mỗi chúng ta đều có thể là người đó, và chúng ta cũng sẽ hiểu điều này rất là quan trọng. Người ở bên cạnh Chúa, học với Chúa, đi với Chúa, thấy những phép lạ của Chúa làm, và từng từng chứng kiến Chúa kêu trẻ chết sống lại, và từng trải nghiệm những cái điều mầu nhiệm mà người khác không trải nghiệm, người này trải nghiệm được. Nhưng cuối cùng người này đã chối Chúa 3 lần, đó là thứ rồi. Đây cũng là sự nhắc nhở mà Chúa muốn dùng lời của Chúa muốn dạy cho chúng ta trong buổi tối hôm nay, để mỗi người chúng ta cảnh tỉnh mình. Nếu chúng ta không cảnh tỉnh thì chúng ta cũng có thể như là Peter. Xin chúng thưa ông bạn chị em, bất cứ cái gì cũng có khởi đầu, bất cứ cái gì nó cũng có khởi đầu, không phải tự nhiên mà có, nó có nguyên nhân. Và khi có khởi đầu thì có cái kết thúc. Thưa bạn cho em, việc ông Phi-e-rơ ông chối Chúa nó không phải tự nhiên mà đến, nó đi qua một cái chiến trình và nó có những cái nguyên nhân mà đưa đến cho ông khi đến chối Chúa. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về việc Phi-e-rơ chối Chúa. Có 4 nguyên nhân đưa cho Phi-e-rơ chối Chúa. Vì ông không nghe lời cảnh báo, ông thiếu cầu nguyện, ông hành động mau mắn, và ông đã đến nơi không đáng đến, hay là không thực hiện cam kết của mình. Và đó là 4 điều mà chúng ta cùng nhau suy niệm. Nhưng khi ông vấp phạm, ông vấp ngã thì ông làm gì? Đây là những điều chúng ta cần suy nghĩ. Các bạn cho em có Kinh Thánh mở ra với tôi ở trong sách Tin Lành Mát đoạn 14 từ câu 26 đến câu 31, tôi xin được đọc. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Đức Giêsu phán cùng môn đồ rằng: Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chép rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilee trước các ngươi. Phi-e-rơ thưa rằng:
dầu mọi người chấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng làm vậy. Đức Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng, dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Thưa các bạn chị em, không ai hiểu các sứ đồ bằng Chúa Giêsu, bởi vì hiểu, bởi vì biết, bởi vì nắm rõ hay là hiểu rõ tánh tình mỗi người ra sao, nên Chúa Giêsu mới thấu hiểu, nên Ngài mới đưa ra lời cảnh báo trước về họ. Ngài đưa ra lời cảnh báo không phải là Ngài ghét họ, nhưng mà Ngài yêu họ. Ngài đã đấng toàn năng, Ngài đã đấng toàn tri, Ngài nhìn thấy trước và Ngài không muốn họ vấp ngã, nhưng muốn đưa ra lời cảnh báo để Ngài giúp cho họ về dự. Nhưng tiếc thay, khi Ngài đưa lời cảnh báo, chúng ta thấy điều này rất rõ, rất rõ. Hết Ngài nói gì? Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp giáp phạm, vì có chép rằng Ngài chứng dẫn kinh thánh, ta đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan rã. Khi Chúa bị bắt, Chúa biết trước là mọi người sẽ bỏ Ngài. Đáng lẽ khi họ nghe những điều này, họ phải lắng nghe, phải để ý, phải dè chừng. Nhưng đằng này họ tin vào bản thân. Ông Phi-rơ mau mắn hơn hết, ông nói gì? À, mau mắn ông nói gì? Mọi người, dầu mọi người giáp phạm vì cớ thầy, tôi chẳng làm vậy đâu. Dầu mọi người ngã đi, tôi không làm vậy đâu, tôi vẫn giữ kiên cường. Rồi Chúa nói tiếp, quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng mà Phi-rơ với lòng tự mãn dội vàng, và ông nói gì? Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi chẳng chối thầy đâu. Và hết thảy các môn đồ khác hùa theo cũng đều nói giống như Phi-rơ. Thưa ông bạn cho em, họ tin vào bản thân, họ nói rằng họ đủ vững vàng, họ từng đi với Chúa mà, từng kinh nghiệm, từng thấy phép lạ Chúa làm mà, từng nghe lời Chúa giảng mà, ngồi dưới chân Chúa để Chúa dạy dỗ mọi việc mà. Nhưng họ lại không chịu lắng nghe điều Chúa cảnh báo họ. Họ dội vàng tuyên bố nông nổi và bày tỏ sự khiêu nhường. Tôi thiết tưởng rằng điều này nó cũng giống như tôi và ông bà kia. Phải không? Nhiều khi chúng ta cũng nói như vậy ông bà chị em. Chúng ta cũng nói là, ô hội thánh thiên ái của tôi, kinh nghiệm quyền năng của Chúa mà, kinh nghiệm về Chúa biến đổi mà, tôi có những ân tứ mà, tôi được các đệ tớ Chúa dạy dỗ nhiều mà. Nhưng mà có những khi Chúa cũng có những lời cảnh báo chúng ta hãy giữ vậy. Nhắc nhở, Chúa nhắc nhở chúng ta qua lời của Chúa. Nhiều khi chúng ta tin vào bản thân, tin vào kinh nghiệm cá nhân của chúng ta, và chúng ta không chịu lắng nghe những điều Chúa nhắc cho mình. Phải gì ông Phi-rơ và các sứ đồ lắng nghe thì Phi-rơ không có dấp ngã, và Đức Chúa Trời luôn luôn đặt ở bên cạnh chúng ta có những người đáng tin cậy, có những người thân tình để nhắc nhở, để cảnh tỉnh mỗi ông bà chị và tôi. Có thể Chúa đặt bên cạnh chúng ta là người chồng, người vợ, đặt bên cạnh chúng ta là những chấp sự, những con dân Chúa yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, nhắc nhở chúng ta, lưu ý chúng ta một vài điều mà ông bà chị em chúng ta đã bỏ lỡ.
Xin Chúa cho chúng ta có cái lỗ tai thiêng liêng, có cái tấm lòng nhạy bén, lắng nghe lời nhắc nhở từ nơi Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải tiếp thu, chúng ta cần phải lưu ý những lời đó và những ý tưởng đó, để khi mỗi sự việc xảy ra chúng ta nhớ lại và chúng ta cẩn thận, chúng ta dè dặt, kẻo e chúng ta cũng vấp ngã giống như Phi-rơ, vì ông phớt lờ và ông coi không có lắng nghe lời cảnh báo của Chúa. Đừng bao giờ phớt lờ, đừng bao giờ khinh sức trước những lời cảnh báo của Chúa. Đó là lỗi lầm nguyên nhân thứ nhất đưa Phi-rơ đến chỗ thất bại chốn Chúa. Điều thứ hai, thưa ông bà chị em, sau đó Chúa Giêsu dẫn 11 sứ đồ vào trong vườn Gethsemane để cầu nguyện, và Ngài dẫn Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ đi đến một chỗ và Ngài nói: linh hồn ta buồn bực lắm cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức. Điều thứ hai mà ông nhân đưa ông đến giúp chối Chúa là ông ít cầu. Chúa bảo ông gì? Hãy tỉnh thức. Rồi Chúa đi cầu nguyện. Mà Ngài trở lại, Ngài thấy họ ngủ. Chúa nói gì? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước thám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu. Chúa nói gì? Chúa nói Phi-rơ, nói với Giăng và Gia-cơ: các ngươi hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là tỉnh táo, không có buồn ngủ, và cầu nguyện. Nếu không tỉnh thức, nếu không cầu nguyện thì chúng ta sẽ xa vào trước thám dỗ. Còn tấm lòng chúng ta muốn nhưng mà xác thịt lại yếu đuối, đó là điều Chúa Giêsu nói với Phi-rơ và Giăng và Gia-cơ. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Trong giờ phút quan trọng, Ngài dốc đổ cầu nguyện một cách tha thiết. Kinh Thánh ghi lại Ngài cầu nguyện mồ hôi đổ ra như một giọt máu lớn. Rồi chính Đức Chúa Trời đến thêm sức cho Ngài, để Ngài có đủ sức đi con đường thập tự giá và Ngài chịu chết để đền tội cho chúng ta. Nhưng chúng ta thấy ngược lại, Phi-rơ cùng hai môn đồ khác, thay vì cầu nguyện, họ ngủ, mắt họ đờ cả và mở không ra, không nghe, không biết gì Chúa Giêsu nói. Thương bạn cho em, hai hình ảnh trong phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy hai hình ảnh ngược lại. Một, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời nhưng mà Ngài cầu nguyện tha thiết. Ba sứ đồ là học trò của Chúa Giêsu, đáng lẽ phải bắt chước Thầy nhưng mà họ lại ngủ. Thưa bạn em, Chúa Giêsu nhờ lời cầu nguyện Ngài Đức Chúa Cha mới thêm năng lực, thêm sức cho Ngài, để Ngài có thể đi trọn con đường và làm trọn công tác mà Cha giao cho là chết trên thập tự giá. Ngủ nó có lợi về một phần về thể xác, nhưng nếu chúng ta ngủ hoài và không cầu nguyện thì yếu hẳn về phần tâm linh, yếu hẳn về tâm linh. Không cầu nguyện không có năng lực, không cầu nguyện đưa đến không có năng lực và chúng ta sẽ xa vào trước cám dỗ. Đó là điều Chúa Giêsu nói. Và không cầu nguyện là chúng ta tự mãn, tự tin và không còn nhờ cậy Chúa. Chúa nói gì? Ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Không cầu nguyện chúng ta sẽ thất bại. Xin Chúa dùng điều này để dạy tôi, dạy ông bà. Thì chúng ta thấy lý do thứ hai khiến cho Phi-rơ thất bại, đó là ông ít cầu nguyện, nên ông không có đủ năng lực, ông không có đủ sức, và ông sa vào trước cám dỗ và ông đã ngã nhào.
Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta mạnh. Nếu ông bà anh em không cầu nguyện, dầu là có ông hội trưởng, dầu là có sứ đồ, chúng ta thấy sứ đồ Phi-rơ là sứ đồ trưởng mà vẫn vấp ngã, huống chi là chúng ta. Chúng ta phải lệ thuộc vào Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện mới có năng lực, mới có sự sống của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh thăm viếng chúng ta để chúng ta xét lại đời sống của mình. Và thưa ông bà trẻ, điều thứ ba là ông Phi-rơ, ông hành động nông nổi. Sau đó Giu-đa dẫn những người lính của thầy tế lễ tới bắt Chúa Giê-xu. Và trong cái lệnh Mác ghi lại trong đoạn 14 câu 47, có một người trong những kẻ đó rút gươm ra đánh một đứa đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tay đi. Thưa ông bà cha, hành động của Phi đó là hành động gì? Chúng ta không lạ gì hành động bốc đồng và lời nói của Phi đó. Khi bị bão trên biển, cứ đi bộ trên mặt biển đến với họ. Phi-rơ cũng cố gắng đi bộ trên mặt biển giống như Chúa. Khi Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài lên Giê-ru-sa-lem chịu chết thay cho nhân loại, thì Phi-rơ can ngăn Ngài. Rồi ông cũng có lời nói bốc đồng. Ông nói ông đồng chết với Chúa, ai chối Chúa chứ ông không bao giờ chối, đem cả mạng sống mình ra cũng gì cũng sẵn sàng. Nhưng ở đây là một điều Phi-rơ phản ứng một cách dội. Ông sẵn sàng chiến đấu cho Chúa, bảo vệ Chúa Giê-xu ở đây. Nhưng thực ra việc làm của ông là chống lại chương trình của Đức Chúa. Việc làm của ông là chống lại chương trình của Đức Chúa. Nhà thần học nổi tiếng Calvin nói rằng chúng ta học cách tiết chế sự sốt sắng của mình. Nhiều khi sự ngỗ ngược của xác thịt chúng ta luôn ngứa ngáy làm cho chúng ta làm, mà nhiều khi nó trái với lời. Chúng ta sốt sắng, chúng ta năng nổ, nhưng nó vẫn xác thịt. Mà nhiều khi nó đi ngược lại với chương trình của Chúa, với ý muốn của Chúa, với lời của Ngài. Chỉ là năng lực của xác thịt mà thôi. Đó là hành động nông nổ. Mau mắn là được tốt, nhưng mà đau đắng, mau mắn nó phải có sự hướng dẫn của Chúa Linh và lời của Ngài đường bà. Và ông Phi-rơ ông làm hành động nó một ngày. Và điều cho Phi-rơ đi đến nơi mà không đáng đến. Bây giờ họ bắt Đức Giê-xu đem đi, giải Ngài đến nhà của thầy cái lễ cả thượng phẩm. Phi-rơ đi theo Ngài xa xa. Ông không có thực hiện cam kết. Đúng ra ông phải đi với Chúa đến nơi để thấy đối diện những hình ảnh Chúa Giê-xu, phải đối diện với những người vu khống, những người nhạo báng, những người đánh vào đầu Ngài, những người sỉ vả Ngài, những người nhổ nước miếng vào mặt. Thưa bạn cho em, ông theo Chúa xa xa. Trước đó ông tuyên bố đồng chết với Chúa. Bây giờ ông không dám thực hiện lời cam kết, lời của mình nói, ông chỉ theo Chúa xa xa. Thưa bạn cho em, vì có gì mà ông thấy Chúa xa xa? Vì cứ ông không nghe lời Chúa, vì cứ ông ít cùng ấy. Mà đi đến hành động nông nổi và làm cho chúng ta mất đi cái lòng nhiệt huyết. Có thể lần đầu tiên mà ma quỷ cám dỗ Phi-rơ, bị Phi-rơ chối Chúa thì ông sẽ khăng khăng. Nhưng mà một điều ma quỷ nó làm, nó làm một điều là gì? Nó làm cho chúng ta yếu dần, yếu dần, yếu dần. Đến một lúc nào đó mình sẵn sàng bỏ Chúa. Nó làm từ cái chỗ cao của chúng ta, nó đưa chúng ta xuống thần. Người ta nói như vậy. Muốn làm cho con ếch nó chết một cách dịu dàng, đừng bao giờ nấu một nồi nước sôi bỏ vô thì con ếch nó sẽ nhảy.
con ít nó nhảy ra ngoài, nó hơi giỏi. Nhưng người ta nói như vậy, lấy một thao một nồi nước lạnh, bỏ con ếch vào, nung lửa lên, nung lửa lên, và con ếch nước lạnh nó có nhảy, nó thích nó ở đó. Nhưng mà chúng ta biết một điều, mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, mỗi lúc mỗi lúc mỗi lúc, thì nước nó từ lạnh đến ấm, ấm đến hơi nóng và đến nóng sôi lên. Thì con ếch nó tưởng rằng nước như vậy, và nó ngấm dần 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 vào trong con người nó. Và khi nó sực tỉnh thì lúc đó chân của nó, da thịt của nó đã bỏng hết rồi, và nó không thể nào nhảy ra khỏi cái hồ nước được, và nó phải chết mà thôi. Đây là hình ảnh mà ma quỷ luôn luôn cám dỗ và làm cho chúng ta từ cái mạnh yếu yếu yếu, và đến lúc chúng ta hay biết, chúng ta không bao giờ ngờ tới và đã muộn rồi. Mong rằng lời Chúa nhắc cho chúng ta để chúng ta thấy bốn cái nguyên nhân đưa Phi-e-rơ đến sự chống Chúa. Thưa bạn chị em, Phi-e-rơ không phải chối Chúa một lần, mà ông chối Chúa đến ba lần. Mà không phải ông chối trước những quan tòa, nhưng lần này ông chối Chúa trước mặt đầy tớ gái của thầy tế lễ thượng phẩm. Đó là điều trớ trêu. Thưa bạn chị em, đầu tiên ông chối Chúa như thế nào? Trong Matthew đoạn 26 câu 70 nói như sao? Ông phủ nhận mối liên hệ với thầy. Ông phủ nhận. Thứ hai là ông chối không biết Chúa. Câu 72. Thứ ba, khi đến nặng hơn là ông rủa mà thề là không biết người đó. Và đó là những điều mà chúng ta thấy rất rõ. Thưa bạn em, sự sa bại của một người tin kính Chúa không bao giờ dừng lại. Nó đưa đường sống người đó mỗi ngày đi xuống. Tệ hơn, giống như một chiếc xe Đức Thánh vậy. Giống như một chiếc xe Đức Thánh. Đầu tiên ông ấy không có liên hệ, kế đến không biết. Tiếp theo nữa là thề, là rủa, không biết người đó mà kỳ thật biết rất rõ về cứu Chúa yêu dấu của mình. Đây là điều đáng buồn, đáng buồn. Và chúng ta thấy tôi và ông bà chị em cũng sẽ vấp ngã nếu chúng ta không cẩn thận. Ông Phi-e-rơ, ông Phao-lô nói gì? Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Ai tưởng mình mạnh mà không học đọc lời Chúa, không cầu nguyện, hành động theo ý riêng mình, chúng ta cũng sẽ nhấp phạm và ngã nhào giống như kia. Xin Chúa dùng điều này để dạy chúng ta, nhắc cho chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta đi qua một cái việc quan trọng, đó là Phi-e-rơ ăn năn. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương Phi-e-rơ. Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nói cầu nguyện cho Phi-e-rơ. Nên Đức Chúa Trời đã dùng ba cái điều. Phi-e-rơ chối Chúa ba lần, nhưng ngược lại Chúa dùng ba điều để giúp cho Phi-e-rơ sự tỉnh. Chúng ta xem điều này ở trong Luca đoạn 22 câu 60-61, tôi xin được đọc. Đừng lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xoay mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta ba. Điều đầu tiên Chúa dùng tiếng gà gáy để nhắc Phi-e-rơ. Điều thứ hai, Chúa xoay lại ngó Phi-e-rơ. Điều thứ ba,
là Chúa cho Phi-rơ nhớ lại lời Chúa phán của ông. Đầu tiên là Chúa dùng sự vật. Nhiều lần trong Kinh Thánh ghi lại Đức Chúa Trời dùng những con vật để cảnh cáo những con dân đầy tớ Chúa. Chúa dùng con lừa nói tiếng người để cảnh cáo Ba-la-am, để Ba-la-am không làm điều sai là rủa sả dân sự của Chúa. Điều thứ hai, chúng ta thấy Đức Chúa Trời dùng con cá để nuốt Jonah khi Jonah không vâng lời Chúa. Điều mà phần Kinh Thánh tôi vừa đọc, Chúa dùng tiếng gà gáy để nhắc cho Phi-rơ con đã đi quá đà. Như vậy Chúa dùng sự vật. Rồi tiếp theo, Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã quay lại, Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu quay lại ngó Phi-rơ. Tôi diễn giải trong Chúa Giêsu ngó Phi-rơ, ngầm ý ngài hỏi rằng: Phi-rơ ơi, con kêu ta chăng? Phi-rơ ơi, con kêu ta chăng? Chúa cũng nói rằng: Phi-rơ ơi, con đang làm gì đó? Con đang mạnh mẽ nói về ta hay là con đang chống ta? Và cái nhìn của Chúa Giêsu cũng là cái nhìn yêu thương. Chúa yêu Phi-rơ, Chúa cầu nguyện cho Phi-rơ, Chúa cảm thông Phi-rơ, và Chúa không muốn Phi-rơ làm những điều sai trái. Và cái nhìn của Chúa Giêsu là cái nhìn đau lòng, đau xót. Cái sự đau xót của Ngài nó còn đau lời chối của Phi-rơ, nó đau hơn, nó thấu tim hơn là những lời sỉ vả, những lần đó, những lời chửi bới, những sự mắng nhiếc, những sự đánh đập, những sự chế nhiễu, nó không là gì, nó là người ngoài. Nhưng đằng này vị sứ đồ yêu dấu nhất của Chúa, người đứng đầu, lại là người chối Chúa, nó là cái nỗi đau hơn hết. Đó là những điều mà Chúa Chúa nhìn lại. Điều tiếp theo, Phi-rơ nhớ lại lời Chúa phán mình. Chúng ta cần nhớ lại điều Chúa dạy chúng ta. Có nhiều điều Chúa dạy chúng ta có thể chúng ta quên, nhưng mà có những lúc Chúa cho chúng ta sực tỉnh nhớ lại. Tại sao chúng ta cần học thuộc lòng lời Chúa? Tôi không biết hội thánh đi ai, chúng ta có tập tành học học thuộc lòng lời Chúa không? Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, nhờ học thuộc lòng lời Chúa, có những lúc những câu kinh thánh mà chúng ta học thuộc lòng, khi chúng ta muốn làm một điều sai, làm một điều gì phạm tội với Chúa, Chúa dùng Chúa nhắc cho chúng ta, để chúng ta nhờ lời Chúa, nhớ lời Chúa mới cảnh tỉnh, thấy Phi-rơ thấy rằng mình đi quá xa. Nhưng cảm ơn Chúa, qua những điều đó kinh thánh ghi ra, rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết, Phi-rơ ăn năn với Chúa. Thưa bạn chị em, Judas và Phi-rơ là hai người lầm lỡ hơn hết trong sự việc Chúa Giêsu chịu chết. Mà thưa con, một người thì bán Chúa, một người thì chối Chúa, điều sai lầm. Bán Chúa hay là chối Chúa, người ta nói là cái tội bán Chúa nặng hơn, không phải. Bán Chúa hay là chối Chúa, cái nào cũng là tội, cái nào cũng sai trật. Tội là tội, trong cái tội nào nặng hơn cả. Đúng không em? Nhưng mà hai con người này khác nhau. Judas bán Chúa, nhưng ông nhìn thấy cái sai, ông hối hận. Nhưng mà Phi-rơ chối Chúa 3 lần, nhưng ông nhìn thấy cái sai, ông ăn năn với Chúa. Ông Judas tự giải quyết thắt cổ tự tử, nhưng Phi-rơ ăn năn chạy đến với Chúa, nhận được sự tha thứ. Một người bị hư mất, một người được tha thứ và được phục hồi lại chức vụ.
Thưa ông bà chị em, ai trong chúng ta cũng có những thiếu sót, cũng có những lầm lỡ. Nhưng quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận sai trật của mình không? Chúng ta có xưng ra với Chúa không? Để nhận được sự tha thứ, phục hồi cho chúng ta. Chúa đã quyết ra để chết đền tội cho chúng ta, để chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời, được phục hồi mối quan hệ. Tại sao chúng ta khi mình lầm lỡ, chúng ta không nhìn nhận, chúng ta không xưng ra để được sự tha thứ, sự phục hồi giống như kia? Trong linh trình theo Chúa, ai ai trong chúng ta cũng có những thiếu sót. Những vấn đề khác nhau chỗ có người được tha thứ mà có người không tha thứ. Tha thứ hay không tha thứ không phải là tại Chúa không tha thứ. Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta với điều kiện chúng ta ăn năn. Ngài không thể tha thứ, Ngài bó tay khi một người không nhìn nhận sai sót và không chạy đến với Chúa. Ông Giuđa không chạy đến với Chúa nên ông không nhận được sự tha thứ. Nhưng Phi-rơ ông cũng lầm lỡ, nhưng ông nhìn nhận sai sót, ông xưng ra và ông chạy đến với Chúa, ông được sự tha thứ, được sự phục hồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta luôn luôn linh trình theo Chúa, chúng ta có một tấm lòng mềm mại, ăn năn những lầm lỡ của mình, quay trở lại để Chúa có thể tha thứ, phục hồi anh em. Như vậy qua câu chuyện này dạy chúng ta hai điều. Thứ nhất, tội lỗi luôn luôn rình mò chúng ta, ma quỷ luôn luôn rình mò chúng ta, và tội lỗi nó đi từng bước một. Nó rất là nhỏ, từ tiên nó nhỏ lắm, nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng nó như chúng ta học trong sách Gia Cơ thì nó sẽ nảy nở và cuối cùng chúng ta sẽ đi đến phạm tội. Nhưng làm sao để đắc thắng tội lỗi, đắc thắng sự cám dỗ? Kinh Thánh dạy cho chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhờ tỉnh thức cầu nguyện, Chúa cho chúng ta năng lực, sức mạnh và nhìn thấy những mưu trước cám dỗ của mình. Và điều thứ hai, nếu chúng ta lầm lỡ, sai sót không sao, hãy ăn năn với Chúa, xưng ra với Ngài, Ngài sẽ tha thứ cho bạn chị em và Ngài sẽ phục hồi. Chúa đã phục hồi Phi-rơ thế nào, Chúa phục hồi vua Đa-bích thế nào, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm điều đó cho chúng ta hãy ấy, vì Ngài là đấng thành tín, đấng không bao giờ nuốt lời, nhưng mà Ngài thực hiện điều Ngài đã hứa với ông bà chị em. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, Ngài là thành tín, không bệnh, tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nguyện lời Chúa đến với chúng ta trong giờ này, muốn thật hay lòng. Cảm Chúa, dạ. Cảm ơn mục sư. Dạ, cảm ơn mục sư vì Chúa cũng đã dùng mục sư để rồi có lời của Ngài nhắc nhở cho chúng ta về tấm gương của ông Phi-rơ. Dạ, thì giờ này xin Hội Thánh cùng hiệp ý với cô Thạch Dung sẽ cầu nguyện ạ. Dạ, cô Thạch Dung ơi. Xin hỏi cô Thạch Dung có đó không ạ? Có Khải ơi, có, đợi gì Dung. Dạ, dạ, mời cô Thạch Dung sẽ cầu nguyện. Thánh hiệp ý được xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng vì sự hiện diện của Ngài có sức dầu ở trên lời của Ngài. Và Ngài có ban ơn sức dầu trên mục sư Bảo Khoan để ông ban phát lời Chúa buổi tối hôm nay cho chúng con. Cũng nhắc nhở chúng con có một đời sống cảnh tỉnh, không có phải để đời sống của chúng con đi theo Chúa xa xa. Mà con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúa ơi, xin giúp đỡ chúng con trong sự yếu đuối. Chúng con muốn cầu nguyện nhưng mà xác thịt chúng con thì rất là yếu đuối. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Để chúng con ngày hôm nay cũng giống như Phi-rơ ngày xưa, cũng vâng lời Chúa, để rồi nghe lời Chúa cầu nguyện, để chúng con không có xa trước cám dỗ. Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ tất cả mọi sự vi phạm của chúng con.
Tha thứ trong những năm tháng qua, chúng con đi theo Ngài, nhưng mà chúng con không nghe lời dạy dỗ của Ngài. Mặc dầu chúng con có nghe lời giảng, chúng con có đọc kinh thánh, chúng con có cầu nguyện, nhưng mà không đủ. Chúa ơi, con cầu nguyện xin thương xót chúng con, giúp đỡ chúng con. Lời Chúa Giêsu dạy Phi-e-rơ ngày xưa thì ngày hôm nay chính Đức Thánh Linh Ngài cũng phán dạy và nhắc nhở mỗi đời sống của chúng con phải có một đời sống kỉnh tỉnh, thức canh và cầu nguyện. Chúa ơi, nếu như chúng con không cầu nguyện thì chúng con sẽ sa vào cám dỗ. Và nếu như chúng con mà đi theo Chúa xa xa giống như Phi-e-rơ thì chúng con, hành động của chúng con cũng có thể chối Chúa mà chúng con không biết. Cho nên chúng con cầu nguyện xin Chúa thương xót chúng con, và con cầu nguyện xin Chúa thăm viếng lòng của chúng con trong bài học ngày hôm nay. Để trong bốn điều mà chúng con được học ngày hôm nay thì Chúa ơi, không phải Chúa dạy Phi-e-rơ không, mà Chúa cũng dạy cho mỗi một đời sống của chúng con bước đi theo Ngài. Lạy Cha, con cầu nguyện Chúa tiếp tục giữ gìn lòng và ý tưởng của chúng con. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì nhân dịp lễ phục sinh của Chúa đầu tháng 4 này, Chúa nhắc nhở chúng con để mỗi cuộc đời sống của chúng con đang ở trong tình trạng đi theo Chúa xa xa hay là đang ở trong tình trạng chối Chúa, thì qua lời Chúa ngày hôm nay giúp cho chúng con để chúng con tra xét lại chính mình. Cha ơi, chúng con biết ơn Chúa nhiều lắm. Xin ban phước lại cho mục sư Bảo Phan được đầy ơn, đầy phước, thêm ơn nữa, thêm phước nữa, để ông mỗi ngày đào sâu lời Chúa giúp đỡ cho chúng con, để những điều mà chúng con học chúng con không hiểu, chúng con sẽ nghe được qua lời chia sẻ của đầy tớ của Ngài. Chúng con cầu nguyện biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa vì chúng con cũng được sinh ra và lớn lên ở tại Hội Thánh Thiên Ái, và được quản nhiệm của chúng con chính là mục sư Lê Hoài Bảo. Ngài đã dùng ông để giúp đỡ, nhắc nhở chúng con trong vấn đề bao phủ thuộc linh, cũng như hướng dẫn chúng con trong những ngày cuối cùng này. Chúng con cầu xin Cha sức giàu ban ơn trên ông, thêm ơn hơn nữa, thêm phước hơn nữa. Chúa ơi, để ông có sức chịu đựng chúng con, bởi vì chúng con cảm ơn Ngài vì lời Chúa nói nếu mà đến đánh kẻ chăn thì đàn chiên nó sẽ bị tan lạc. Cho nên buổi tối hôm nay, nhân bài học này, con nhân danh Chúa Giêsu, con công bố bẻ gãy tất cả những mũi tên nào bắn phá vào chức vụ của lãnh đạo của con là mục sư Lưu Hoài Bảo. Con công bố mũi tên đó sẽ bị bẻ gãy ở trong danh Chúa Giêsu, và con công bố quỷ phá tất cả mọi sự mưu trước của ma quỷ trong danh Chúa Giêsu. Tình trạng anh chị em con ai đang đi theo Chúa xa xa, và chính bản thân con cũng vậy, và ai đang ở tinh thần thiếu cái sự cầu nguyện, không có tỉnh thức, thì trong danh Chúa Giêsu con công bố buổi tối hôm nay chúng con phải tỉnh thức mà cầu nguyện. Rồi chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện xin sức giàu tiếp tục ban ơn cho lãnh đạo của con là mục sư Lưu Hoài Bảo, để ông có ơn chăn chiên, và con công bố rằng ông vì đàn chiên mà phó mạng sống của mình lo cho chiên. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện Chúa ban phước lại cho đầy tớ Chúa là mục sư Bảo Phan. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cùng nhau dâng lên Cha cung kính trong lời cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm Chúa, cảm ơn dì Dung, Chúa phước dì Dung. Và xin Hội Thánh hiệp ý với bác tự sự sẽ đại diện cho Hội Thánh Thiên Ái, cũng như là mục sư Bảo, Lý Hoài Bảo sẽ gửi lời cảm ơn đến mục sư Phan Trọng Bảo ạ. Xin mời bác tự sự. Mời bác tự sự ạ. Bác Tư ơi, mở mic ra bác Tư. Tôi cầu nguyện A Khải. Dạ, bác Tư đại diện cho Hội Thánh Thiên Ái cũng như là mục sư Lý Hoài Bảo gửi lời cảm ơn đến mục sư Phan Trọng Bảo ạ. Tất cả con cái của Chúa cũng hiệp ý với tôi qua những lời cầu. Chúa ơi, con kính lạy Chúa là Cha đời đời của chúng con. Chúa ơi, buổi tối hôm nay chúng con nhóm lại để tôn vinh, ca hát, thờ phượng Chúa, và cũng lắng nghe được những lời của mục sư Phan Trọng Bảo để giảng dạy lời của Chúa cho chúng con. Thì giờ này chúng con cũng xin thay mặt cho Hội Thánh Thiên Ái, mặt cho mục sư của chúng con là Lý Hoài Bảo, để cũng cảm ơn mục sư Bảo Phan để được cái sự sức giàu của Chúa mà mục sư cũng có lời Chúa giảng dạy cho chúng con nghe trong đêm nay. Thì cũng con cũng gửi lời thăm tất cả gia quyến của mục sư, thì tất cả hậu tử của mục sư cũng được trong sự bình an. Xin Chúa sức dầu và ban thêm lời của Chúa, và ban thêm cái sự mà nhiệt tình của mục sư
để góp phần cho hội thánh thiên ái của chúng con có lời Chúa nhiều hơn nữa, để chúng con lắng nghe và tìm hiểu, học hỏi và cất giữ trên đời sống chúng con, để mở mang thêm, để hiểu biết được, để vươn lên trong đường lối của Chúa, để chúng con cũng bước ra phục vụ đi khắp mọi nơi để nói lên lời của Ngài, để cho khắp mọi chỗ cũng đều được nghe lời của Chúa. Xin Chúa cũng ban ơn, ban phước cho tất cả anh chị em của chúng con đêm nay để lắng nghe lời Chúa, thì nghe lời của Chúa mà không phải chúng con nghe mà bỏ qua, nghe lời của Chúa thì chúng con cất giữ trong tâm trí và suy ngẫm được lời của Chúa để học hỏi trong đời sống của chúng con, để phục vụ bước đi theo trong đường lối của Ngài. Con cảm tạ Chúa vô cùng. Giờ buổi tối hôm nay con cũng xin dâng lên hết tất cả mục sư và những người dẫn dắt chương trình như em Khải, được cũng sự sức dầu ban ơn của Chúa, và tất cả con cái của Chúa trong đêm nay Chúa cũng bảo vệ gìn giữ cho tất cả cũng được một đêm bình an, một giấc ngủ ngon lành mạnh khỏe, để ngày mai cũng tiếp tục nhóm lại trong đường dinh này để học hỏi lời của Chúa, và cũng được sự ban cho một ngày mới tốt lành cho chúng con được ở trong đường lối của Ngài, ở được trong bóng cánh của Chúa toàn năng. Con cảm tạ ơn Chúa. Giờ này con cũng xin cúi đầu và dâng lên những lời cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn từ Chúa Thánh Từ. Giờ thì giờ này chúng ta có thể mở video ra để chúng ta chào nhau và chúc phước cho nhau. Cảm ơn Chúa. Dạ, cô chú có thể mở mic được rồi ạ. Anh Khải ơi, chào anh Khải, cho tôi gửi một cái điều thông báo. Dạ, con xin lỗi, con xin phép tắt mic, tại vì mục sư Phan Trọng Bảo có lời muốn nói. Xin mời mục sư. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi có cơ hội là hầu vị Chúa bên em thứ sáu, thứ năm.